Chào mừng quý vị đã đến với kênh Mưa Bóng Đá, kênh thông tin mang tới quý vị những bản tin mới nhất về thể thao và không để quý vị phải chờ lâu. Sau đây là nội dung chính. U23 Việt Nam thắng tối thiểu nhưng hiệu quả tối đa. Huấn luyện viên Indonesia gọi điện cảm ơn rối rít, Thái Lan bĩu môi hẹn đấu bán kết. 90 phút của trận đấu giữa U23 Việt Nam và Myanmar đã diễn ra với đủ mọi loại cung bậc cảm xúc. Kết quả cuối cùng, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã có cho mình một kết quả mỹ mãn khi mà có thắng lợi tối thiểu nhờ bàn thắng của Hùng Dũng. 3 điểm cực kỳ quan trọng này giúp cho U23 Việt Nam gần như là chắc suất có suất đi vào bán kết với vị trí đầu bảng. Bên cạnh đó, các đối thủ của chúng ta như Indonesia hay Thái Lan cũng có những động thái lạ sau kết quả vừa qua. Lượt trận thứ tư của bảng A là lượt trận mấu chốt ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả chung cuộc của bảng đấu khi 4 đội bóng cạnh tranh 2 tấm vé đi tiếp sẽ trực tiếp chạm trán với nhau. Ở trận đấu lúc 16 giờ, U23 Indonesia đã có được bàn thắng dễ dàng với tỷ số 4-0 trước Philippines để tạm vươn lên ngôi dẫn đầu và cũng loại đối thủ khỏi cuộc đua giành vé đi tiếp. Tâm điểm diễn ra ở lúc 19 giờ khi U23 Việt Nam chạm trán với đội đầu bảng U23 Myanmar. U23 Việt Nam chỉ cần có được 3 điểm để có quyền tự quyết trước loạt trận cuối cùng. Bên cạnh đó, một chiến thắng này sẽ đánh bật nghi ngờ dành cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sau trận hòa 1-0 khá thất vọng trước Philippines. Tất nhiên, cửa đi tiếp thì vẫn đang rộng mở với U23 Việt Nam, tuy nhiên sẽ không dễ gì để cho Hùng Dũng và các đồng đội kiếm được 3 điểm trước Myanmar, khi mà quyết tâm của thầy trò huấn luyện viên Popov thì cũng cao không kém. Chỉ cần giành được một điểm trước U23 Việt Nam, Myanmar cũng sẽ đẩy thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vào nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng. Huấn luyện viên Park Hang-seo không có cho mình nhiều sự thay đổi so với trận đấu với U23 Philippines. Sự khác biệt duy nhất chính là việc Lê Văn Xuân sẽ đá chính ở hành lang cánh phải thay cho Lê Văn Đô ở cuộc đấu trước. Bộ ba tiền vệ vẫn là Hoàng Anh, Hoàng Đức và Hùng Dũng. Còn ở hàng công, Tiến Linh vẫn được đá cặp cùng với Nhâm Mạnh Dũng. Khác với U23 Philippines, U23 Myanmar nhập cuộc khá chủ động khi mà không tự thủ hay là lùi sâu. Những phút đầu tiên, thay cho huấn luyện viên Popov mới là đội cầm bóng và tạo ra được cú dứt điểm. Dù là không nguy hiểm nhưng đây cũng là lời cảnh báo của đại diện xứ Miến Điện. Ngay phút thứ 3, cú sút của Thanh Bình một chút nữa đã khiến chúng ta phải trả giá nếu như Văn Toản không lao ra trong tình huống là đối mặt kịp thời. Tuy nhiên, khi sốc lại tinh thần, U23 Việt Nam đã giành lại thế trận và tạo ra được các đợt hãm thành trở lại. Dẫu vậy, suốt thời gian của hiệp 1, các cơ hội rõ ràng chưa xuất hiện với các cầu thủ áo đỏ. Tiến Linh có hai pha đánh đầu được coi là đáng chú ý nhưng lại thiếu lực, hoặc là bị trung vệ của U23 Myanmar cản phá trên vạch vôi. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Park Hang-seo tạo ra nhiều sự thay đổi về mặt nhân sự khi mà tung Văn Đô và Huỳnh Công Đến vào sân. Thế trận vượt trội được các cầu thủ áo đỏ thể hiện trước đối thủ, nhưng cũng giống như hiệp 1, các cơ hội vẫn chưa rõ ràng. Bên cạnh đó, các cú sút của U23 Việt Nam không thể chính xác ở thời điểm là quyết định. Lần lượt các cú dứt điểm của Tiến Linh, Hoàng Đức vẫn thiếu đi một chút may mắn để có thể là đánh bại thủ môn của đối phương. Bước ngoặt đến từ phút 76, Hoàng Đức chọc khe tinh tế xuống bên phải, Văn Đô băng xuống và trả ngược lại vào khoảng trống trong vòng cấm địa. Hùng Dũng nhẹ nhàng dứt điểm đưa bóng vào vị trí quá hiểm, không cho thủ môn của đội bạn bất kỳ có một cơ hội nào để có thể mà cản phá. 1-0 cho U23 Việt Nam. Bàn thắng của đội trưởng U23 Việt Nam khiến cho thế trận đổi chiều khi U23 Myanmar bắt buộc phải dồn lên tìm bàn gỡ. Liên tiếp các cơ hội với các chân sút áo trắng trong những phút cuối cùng. Tuy nhiên là Văn Toản thì luôn chơi chắc chắn cũng như là tấn tài Việt Anh có những pha bọc lót chính xác khiến cho khung thành của U23 Việt Nam được giữ đảm bảo. Giữ sạch lưới với sức ép của đối thủ, U23 Việt Nam có 3 điểm cực kỳ quan trọng với chiến thắng tối thiểu. Nói chiến thắng này là tối thiểu nhưng hiệu quả tối đa là vô cùng đúng đắn. Hiện tại chúng ta đã có cho mình 7 điểm và vị trí đầu bảng A. Ở lượt trận cuối cùng, U23 Việt Nam chỉ phải gặp đội U23 Timor-Leste, đội tuyển đã bị loại sớm trước 2 trận đấu. Trong khi đó, thì hai đội tuyển xếp dưới là Myanmar và Indonesia sẽ quyết chiến với nhau. Chính vì thế, ngôi đầu bảng chung cuộc gần như là chắc suất sẽ thuộc về thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Thậm chí, nếu hòa Timor-Leste, Việt Nam vẫn có thể có cho mình một vị trí đầu bảng. Quan trọng hơn, niềm tin về chiếc huy chương vàng trên sân nhà đã trở lại với người hâm mộ sau trận hòa đáng tiếc trước đó. Với việc U23 Việt Nam đánh bại U23 Myanmar lại vô tình giúp Indonesia trong cuộc chiến vào bán kết. Giờ đây, U23 Indonesia đã leo lên vị trí thứ 2 của bảng A khi cùng có 6 điểm như Myanmar nhưng lại lợi hơn về hiệu số bàn thắng thua. Ở lượt trận cuối, hai đội sẽ gặp nhau và chỉ cần ít nhất một điểm, đoàn quân của huấn luyện viên Shin Tae-jang sẽ vượt qua khe cửa hẹp để vào vòng bán kết.
Chính vì thế, sau trận, vị đồng hương của thầy Park được cho là người đã có liên lạc để cảm ơn chiến thắng của U23 Việt Nam. Ông chúc mừng U23 Việt Nam và hứa gặp lại chúng ta ở bán kết. Rõ ràng, huấn luyện viên Shin Tae-jang đã từ cõi chết trở về sau thất bại nhục nhã ngày ra quân và đội cứu họ chính là U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Park sau trận đã phát biểu, chúng tôi chỉ làm việc tốt của mình, còn có lợi cho U23 Indonesia hay không thì tôi không biết. Ở trận đấu đầu tiên, họ đã thua chúng tôi 0-3 nên huấn luyện viên Shin có vẻ là tức giận nên hẹn gặp lại ở chung kết. Dẫu vậy, U23 Việt Nam sẽ tập trung vào từng trận đấu một và còn quá sớm để nói về chung kết. Tuy nhiên, nếu gặp lại thì chúng tôi sẵn sàng đón tiếp. Vị chiến lược gia của U23 Việt Nam cũng nhấn mạnh, Văn Đô tỏa sáng với một đường chuyền thành bàn. Những áp lực của cậu ấy là điều tôi cũng nhìn thấy. Đây sẽ là câu trả lời để cậu ấy tự tin hơn với các đồng đội, cũng như là có thể học từ hậu vệ mang áo số 7 này để tự tin hơn. Tôi luôn tin 100% vào tất cả 20 cầu thủ SEA Games năm nay. Truyền thông Thái Lan đã theo rất sát kết quả vừa qua của U23 Việt Nam. Chiến thắng này gần như đưa chúng ta vào ngôi đầu bảng A, có khả năng cao sẽ gặp Thái Lan vào bán kết. Chính vì thế, báo chí xứ chùa vàng ngay lập tức đã lên dây cót cho cuộc chiến với U23 Việt Nam. Tờ Watch của Thái Lan cho rằng, việc hai đội sẽ gặp nhau tại bán kết, U23 Việt Nam gần như đứng đầu bảng A, chờ thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở bán kết. Hiện tại, U23 Thái Lan đang có 6 điểm bằng với U23 Malaysia, nhưng kém hơn về hiệu số phụ ở bảng B. Bên cạnh đó, U23 Malaysia mới đá có 2 trận, trong khi đại diện xứ chùa vàng đá 3. Chính vì thế, không bất ngờ nếu cục diện bảng đấu này khép lại với vị trí đầu bảng của U23 Malaysia, còn U23 Thái Lan xếp thứ 2. Chính vì thế, đối thủ tiếp theo của U23 Việt Nam khả năng cao là thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Tờ Sun Sport thì nhận định, U23 Việt Nam thắng tối thiểu chuẩn bị đấu huấn luyện viên Park Hang-seo tại bán kết. Bài viết cho rằng U23 Việt Nam đã có 70 phút cực kỳ khó khăn và phải nhờ đến tình huống tỏa sáng của Hùng Dũng mới thắng được U23 Myanmar. Chính vì thế, U23 Thái Lan không quá ngần ngại với đối thủ của mình tại bán kết. Trên khắp các diễn đàn bóng đá, những lời chúc mừng dành cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo liên tiếp được gửi tới. Bên cạnh đó, nhiều cổ động viên đặc biệt là Thái Lan cho rằng họ rất mong chờ vào trận đấu bán kết, nơi U23 Việt Nam có thể gặp đại diện xứ chùa vàng. U23 Việt Nam đã có một hiệp khá khó khăn nhưng đẳng cấp của một đội tuyển số 1 Đông Nam Á đã lên tiếng. Bên cạnh đó, tôi phục huấn luyện viên Park Hang-seo vì tài xoay chuyển cục diện của trận đấu. Nếu U23 Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết, đó sẽ là trận chung kết sớm của SEA Games, một nhận định được nhiều đồng tình của cổ động viên Thái Lan. U23 Việt Nam sẽ đá trận cuối cùng tại vòng bảng ngày 15 tháng 3 gặp U23 Timor-Leste. Vòng bán kết sẽ diễn ra vào 4 ngày sau đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin bóng đá ngày hôm nay trên kênh Mở Bóng Đá. Nếu thấy hay, quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!